Cơn mưa rào vào tối 19 tháng 5 khiến hàng chục tuyến đường ở nhiều quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, xe bị chết máy hàng loạt. Theo ghi nhận, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua quận Bình Thạnh nhiều đoạn bị ngập sâu khoảng 30 cm, nhiều quán ăn phải thu dọn đồ đạc, bàn ghế vào phía bên trong mái che để tránh bị ướt. Trong cơn mưa kèm theo gió giật mạnh cũng khiến nhiều bảng hiệu, nhánh cây xanh bị nằm vương vãi dưới đường. Nước ngập tràn lên vỉa hè kéo theo rác thải chảy xuống các miệng hố ga thu nước khiến nước thoát chậm hơn. Một số hộ dân phải dùng tay lấy rác khỏi miệng hố ga để nước chảy xuống cống nhanh hơn. Trong khi đó, tại đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, nhiều đoạn ngập sâu khoảng nửa mét khiến nhiều xe máy chết hàng loạt. Người dân phải dắt bộ bị bợm dưới dòng nước thối. Mỗi khi xe ô tô đi qua tạo thành sóng nước ập vào xe máy khiến một số phụ nữ loạng choạng. Ngoài các tuyến đường này thì một số tuyến đường khác cũng bị ngập nặng như Phan Huy Ích, cây Trâm, quận Gò Vấp, Hồ Học Lãm, quốc lộ 1, quận Bình Tân, Hồ Văn Tư, Dương Văn Cam, quận Thủ Đức. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong 3 ngày tới sẽ xuất hiện nhiều cơn mưa rào vào thời điểm chiều tối, trong cơn mưa có gió giật và kèm theo sấm chớp.